Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh kiếm tiền online của mình. Sau mỗi video mà mình review, nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để ủng hộ mình nha. Rồi, thì trước khi giới thiệu cho các bạn trang web kiếm tiền mới á, thì mình cập nhật cái tình hình rút tiền của trang web. Trước đó mình có làm cái video tổng hợp rút tiền đó, trang web đào 20 lượt, trên 20 lượt coi đó các bạn. Giờ nó đã cập nhật thêm mà rất nhiều lượt coi ha. Hôm trước á, mình cái phần đào này á, nó chưa có, ngày hôm đó video đó thì nó chưa có chuyển tiền về cho cái ví của mình. Tuy nhiên á thì ở đây á, nó đã chuyển tiền tự động cho mình ha các bạn. Và bây giờ nó còn lại là 37%, tức là cái cây này đầy 100% thì nó sẽ tự chuyển tiền về cho cái địa chỉ ví ha. Ở đây nó chỉ hỗ trợ ví Ethereum Crystal ha các bạn. Ethereum Crystal là ví này đây nè các bạn. Rồi ok, thì đây cái power đào, tốc độ đào của mình nó gọi tắt là PM á các bạn, nó đang là không ha. Nó thì mình mở trước đó cho các bạn xem ha. Thì đầu tiên á các bạn thấy nè, cái PM trước đó của mình đang là 723 ha, cái tốc độ đào các bạn, power mining á là 723. Rồi cái số mà mình đào được á là 6,04. Tuy nhiên á các bạn lưu ý một điều, cái số 6,04 này nó vẫn còn đào tiếp ha các bạn, nó đào chừng nào hết trong vòng 1 tiếng đồng hồ hết cái tốc độ đào 723 này thì nó mới chuyển tiền về cho mình ha. Là nó đâu lên khoảng mười mấy đó các bạn, 13 14 vậy đó, mình không nhớ rõ nữa, hay là trên số đó nữa đó. Rồi thì các bạn để ý ha, trước đó cái ví Ethereum Crystal của mình á là nó chỉ có là 1266 satoshi của đồng BTC, bạn thấy ha, 1266 nè. Rồi thì bây giờ mình mở địa chỉ ví Ethereum Crystal của mình lên á là nó là 1279 nè ha các bạn, tiếp đâu đó là khoảng 13 coi ha các bạn, và nó đã trả tiền cho mình ha. Ở đây á, cái đặc biệt là Ethereum Crystal này là không có coi được cái lịch sử ha các bạn, cho nên á là cái phần này á nó tăng cái phần tiền lên nè, khoảng 13 satoshi đó. Rồi cho nên là cái trang web này trả tiền vẫn rất là uy tín ha các bạn. Rồi ok, rồi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 4 trang web claim kiếm USDT hoàn toàn miễn phí ha các bạn. Mỗi lần các bạn claim á thì tiền sẽ bị ví ngay lập tức ha. Rồi đường link 4 trang web mình sắp giới thiệu các bạn nằm bên dưới phần mô tả video ha các bạn. Rồi thì đi vào trang web thứ nhất mình muốn giới thiệu cho các bạn, đó là trang web claim CryptoCoin. Thì đầu tiên cái trang web claim CryptoCoin này á, nó cho các bạn claim một ngày là 818 lần claim, cái con số rất là lớn ha các bạn. Và tổng số tiền mỗi lần claim nó dao động từ 20.000 satoshi cho đến 40.000 satoshi của đồng USDT. Rồi ok, thì cách thức claim như thế nào, thì đầu tiên các bạn nhập địa chỉ ví vào đây, các bạn nhập địa chỉ ví vào đây ha. Cách lấy địa chỉ ví như thế nào, các bạn vào ví ForexBay. Ở đây là nó bốn loại web mình sắp giới thiệu cho các bạn, nó chỉ hỗ trợ ví ForexBay ha các bạn. ForexBay là ví này. Rồi ok, thì cách lấy địa chỉ ví thì các bạn vào deposit nè, sau đó các bạn kéo xuống cái dòng là Tether nè, TRC20 USDT nè, các bạn click chuột vào đây, nó xuất hiện chữ copy. Sau khi xuất hiện chữ copy, các bạn dán địa chỉ ví vào đây đó. Sau khi các bạn dán địa chỉ ví, kiểm tra đúng đủ rồi, kiểm tra đúng cái địa chỉ ví rồi á, thì các bạn nhấn nút login nè. Sau khi nhấn nút login á thì các bạn giải captcha, cũng như là đặt giải captcha, tôi không phải người máy nè. Sau đó các bạn đặt giải chữ theo thứ tự của nó. Rồi ok, rồi thì ví dụ như bây giờ là Shirek nè, đây bây. Rồi sau khi xong thì các bạn nhấn ready 2 captcha. Trang web này khá nhiều người tham chiến cho nên hơi lắc ha các bạn. Rồi rồi ok, thì sau khi mà các bạn giải captcha của nó xong thì nó kêu chúng ta là phải là giải cái captcha, cái short link ngắn của nó các bạn, nằm đây nè. Rồi ok, thì bây giờ các bạn nhắn là roto sponsor link nè, tiếng Anh mình hơi dở các bạn thông cảm ha, đọc đây các bạn nắm cái dòng của nó thôi. Rồi sau đó các bạn là click chào xác minh tôi không phải người máy nè, sau đó các bạn nhấn click here to continue.
Rồi sau khi nhấn click here to continue thì các bạn là tiếp tục là đợi nó nhảy 5 giây, 4 giây ở đây. Sau khi hết 4 giây này á thì các bạn nhấn nút get link. Rồi, sau khi xong thì nó báo là nó trả cho mình là 30.043 Satoshi nữa ha các bạn. Về ví Phao Set Pay của mình. Rồi thì bây giờ mình kiểm tra địa chỉ ví ha. Rồi các bạn thấy nè, Claim Roll Coin nè. Nó trả cho mình là 30.043 Satoshi của đồng USDT này ha. Vào ngày 3 tháng 5 2021 nè. Rồi ok, 30.043 Satoshi này ha các bạn. Rồi, thì đường link giới thiệu bạn bè các bạn nằm ở đây. Bạn dùng đường link mời bạn bè các bạn tham chiến thì bạn sẽ nhận được 50% trên tổng số tiền họ kiếm được ha các bạn. Rồi, ok, đó là trang web thứ nhất mình muốn giới thiệu cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ hai, đó là trang web Mudawarin. Thì đối với trang web này á thì đây các bạn thấy nè, hiện nay số tổng nó đang còn là 14 triệu Satoshi. Rồi, ok, ở đây nó chỉ hỗ trợ ví Phao Set Pay các bạn. Và mỗi lần các bạn claim á, các bạn sẽ nhận được là 20.000 Satoshi. Và cứ mỗi 5 phút thì các bạn claim một lần, một ngày các bạn claim được 10 lần ha. Thì cách thức claim như thế nào? Thì tương tự như trang web thứ nhất thì các bạn lấy địa chỉ ví từ ví Phao Set Pay các bạn dán vào đây. Thì các bạn vào ví Phao Set Pay nè. Sau đó các bạn vào deposit. Rồi, sau đó các bạn kéo xuống cái phần là teaser USDT nè. Rồi các bạn nhấn click chuột vào đây, nó xuất hiện chữ copy. Sau khi xuất hiện chữ copy thì các bạn dán địa chỉ ví vào đây. Còn dán các bạn đợi xíu, nó đang bị lắc. Rồi các bạn dán địa chỉ ví vào đây. Rồi sau khi dán địa chỉ ví, các bạn kiểm tra đúng địa chỉ ví rồi các bạn xác minh tôi không phải robot nè. À, captcha này hơi hơi khó giải nha các bạn. Mình cũng không không có thường giải captcha này sai khá là nhiều. Đó, ví dụ bây giờ là cái hình tròn nè. Thấy cái bạn thấy hình tròn ha. Các bạn click hình tròn. Các bạn xác nhận. Rồi, ok, sau khi xong thì các bạn là đặt cái dãy chữ, dãy số hoặc là ký hiệu theo thứ tự của nó trên này ha. Ví dụ như là trừ x trừ nè. Dấu x là dấu cộng đó các bạn. Thì đây. Trừ x trừ 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 x. Rồi, ok, sau khi xong thì các bạn nhấn reset chữ quốc. Rồi, thấy không đó, nó báo là captcha sai nè các bạn. À. Thì mình chuyển cái hát captcha xem sao. Các bạn thông cảm ha, lỗi captcha này mình hơi khó giải, mình thường giải sai lắm. Rồi, đó, mình chuyển qua hát captcha nè, giờ mình dán lại địa chỉ ví vào đây. Rồi ok, sau khi là xong thì giải hCAPTCHA thôi. Cái này khá là dễ ha, dễ hay các bạn hồi nãy. Thì các bạn chọn cái yêu cầu của nó là chọn ô tô nè. Đó. Rồi, tiếp theo là ô tô. Rồi, sau khi xong thì các bạn đặt ký tự theo thứ tự đeo cầu ha. Ví dụ như trừ cộng cộng nè. Đây. Cộng cộng trừ. Rồi, sau đó các bạn nhấn reset chìa khóa. Rồi ok. Nó báo là đã trả cho mình là 20.000 Satoshi. Các bạn thấy còn còn 9 lượt nữa ha. Nó báo đã trả 20.000 Satoshi về ví Phao Set Pay của mình. Rồi ok, bây giờ thì mình kiểm tra địa chỉ ví thôi. Rồi các bạn thấy ha. Mudawarin nè, crypto đã trả cho mình là 20.000 Satoshi. Xin lỗi các bạn, mình chỉnh lại đây. Mudawarin crypto nó trả cho mình là 20.000 Satoshi vào ngày 3 tháng 5 2021 các bạn. Rồi ok, thì đường link giới thiệu của bạn nằm ở đây. Bạn dùng đường link này mời bạn bè tham chiến thì bạn sẽ nhận 10% trên tổng số tiền họ kiếm được các bạn. Rồi ok, đó là trang web thứ hai mình muốn giới thiệu cho bạn. Tiếp theo là trang web thứ ba, đó là trang web Loticon XYZ. Thì đối với cái trang web này á thì mỗi một lần claim các bạn sẽ nhận được là 20.000 Satoshi. Rồi cứ mỗi 5 phút thì bạn claim một lần và không có giới hạn số lần claim ha. Số tổng nó đang còn là 47 triệu ha các bạn. Satoshi. Rồi cho nên các bạn cứ yên tâm, các bạn claim nhớ để ý số tổng nha. Nếu mà số tổng nó hết thì bạn claim nó không có trả tiền ha các bạn. Rồi,
Thì cách thức tương tự như hai trang web trước, thì các bạn vào ví Process Pay, sau đó các bạn về Deposit, sau đó các bạn lấy địa chỉ ví, các bạn dán vào đây, các bạn dán địa chỉ ví vào đây, rồi ok, rồi sau khi xong á thì các bạn giải hát captcha của nó. Rồi ví dụ nó kêu mình chọn chiếc máy bay nè. Rồi sau khi xong thì các bạn đặt đặt dãy số hay thứ tự của nó nè. Rồi sau khi xong thì các bạn nhấn test report. Rồi ok, thì nó báo cho nó trả cho mình là 24.712 Satoshi, tức là cái trang web này nó trả ngẫu nhiên ha các bạn, từ dưới 30.000 Satoshi, tức là có thể là 20.000, 21, 22 hoặc là 29, 27 gì đó. Tùy ta trả luôn số lẻ phía sau này ha, 24.712 Satoshi. Rồi thì bây giờ mình kiểm tra địa chỉ ví ha. Rồi các bạn thấy ha, Loticon XYZ USDT nè, nó trả cho mình là 24.712 Satoshi. Đây 24.712 Satoshi các bạn. Rồi vào ngày 3 tháng 5 2021. Rồi ok, thì đường link giới thiệu của bạn nằm ở đây, bạn dùng đường link này mời bạn bè các bạn tham chiến thì bạn sẽ nhận được 15% trên tổng số tiền họ kiếm được các bạn. Rồi ok, đó là trang web thứ ba mình muốn giới thiệu cho các bạn. Tiếp theo là trang web cuối cùng, trang web thứ tư, thì đó là trang web Demo Coin City. Thì đối với trang web này á, thì mỗi lần các bạn claim các bạn sẽ nhận được từ 5.000 cho đến 12.000 Satoshi của đồng USDT, và đương nhiên nó chỉ hỗ trợ ví PhoenixBay ha các bạn. Rồi thì cách thức claim tương tự như ba trang web trước thôi, các bạn vào ví PhoenixBay, các bạn lấy địa chỉ ví, thì làm như cách lấy địa chỉ ví ở trang web 1 và 2 các bạn dán địa chỉ ví vào đây. Đó các bạn dán địa chỉ ví vào đây. Rồi các bạn kiểm tra địa chỉ ví đúng rồi á thì các bạn nhấn login. Sau khi nhấn login thì các bạn giải captcha của nó. Đầu tiên các bạn xác định cho không phải người máy nè. Sau đó các bạn đặt dãy chữ theo thứ tự của nó, ví dụ như cookie nè. Đó. Host. Đó. Stick. Rồi, sau đó các bạn nhấn verify captcha. Rồi ok, sau khi xong thì các bạn thấy là nó trả cho mình là 9.820 Satoshi và ví PhoenixBay này các bạn. Rồi thì bây giờ mình kiểm tra địa chỉ ví thôi. Rồi thì như các bạn thấy ha, USDT Coin City nè, nó trả cho mình là 9.820 Satoshi. Đây, xin lỗi các bạn, đây nè. 9.820 Satoshi. Rồi, ok, thì nó nhảy qua cái phần trang web khác ha. Ở đây một khúc sau thì mình quay lại ha. Thì trang web thì nó để không có giới hạn cái số khúc để quay lại, nhưng mà ở đây nó giới hạn là một khúc các bạn. Rồi ok. Thì đó là trang web cuối cùng mình muốn giới thiệu cho các bạn ha, kiếm USDT. Rồi, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm các cái trang web kiếm USDT khác bằng cách là vào kênh của mình, sau đó các bạn vào danh sách. Các bạn chọn cái chỗ là các web claim kiếm USDT nè các bạn. Các bạn click vào đây thì có nhiều trang web kiếm USDT khác ha các bạn. Rồi, ok, thì video mình kết thúc tại đây. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới video các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bạn.